Cô xác nhận cho con, cô xác nhận cho con là chú ấy lấy cái bức hình đó là của sư Minh Tuệ, là trong nhà cha mẹ sư Minh Tuệ phải không ạ? Lấy ra từ trong nhà đi ra mà. Vâng, mà. Con chạy là cô hỏi à. Cô hỏi chứ trời ơi, có hỏi đàng hoàng không để mai mốt mang tiếng. Rồi sau này tại nhà người ta có camera, người ta quay lại người ta thấy rồi mốt mà. Mà đồ cái đó mà mình tham lam như vậy thì mình đi làm gì? Đúng rồi. Mất phước, mất đức hết. Đó. Cái đấy là chú ấy là lái xe của các cô à? Không, cô thì cô chưa biết nhà nên cô không có đi xe riêng của cô. Chứ cô đi tới Măng Đen cô cũng chạy xe của cô mà. Rồi cô mới rồi mấy cô đi hợp đồng là đi xe của chú đó. Dạ. Xe của chú đó cô đi. À. Nếu mà chú lấy như vậy mang tiếng cái đồng tiền đinh nên con muốn hỏi ý con là không biết cái chú nó có hỏi ai trong nhà bữa sáng nay thì chú lấy không? Con không biết cái đó cô, bởi vì là con đâu có ở nhà trong nhà cha mẹ sư Minh Tuệ mấy lại. Hôm đó thì con thấy chú có kể qua thì con không hình như là chú ấy có kể hay sao ấy, con cũng không rõ, nhưng mà lấy cái gì thì mình chú phải hỏi. Chú nó không có đủ mời. Yeah. Ừ, chú là không có đủ người. Nó thành ra là con sợ mình đi cái chuyện như vậy mà mình thí dụ ông địa thì mình ăn cắp thì được. Nếu mình mua bán nó còn có lại ăn cắp ông địa thì người ta còn du di được. Còn hình trong nhà của thầy mà mình lấy như vậy là không có tốt. Yeah. Con về con cũng ra rất hoài. Tại vì trong nhà có camera mai mốt biết là chung đòn chứ Tây Ninh của cô. Mới mốt thì cô ra rồi làm sao mà cô lại có cái gì. Cô có liên lạc với chú ấy không? Ừ, thì chú ấy mới chở cô về đây. Dạ, thì con nói với cô như thế này nè. Con nói với cô như thế này nè. Bây giờ cô nghe con nói nha. Cái điều đầu tiên á là con cũng hoan nghênh khi mà cô dám đứng lên cô nói cái vấn đề này. Nhưng mà cho dù như thế nào đi chăng nữa, vào nhà cha mẹ của sư Minh Tuệ thì con cũng khuyên tất cả bà con, không chỉ là các cô hay các chú đâu, nhưng vào đó là mình không nên thỉnh cái gì ra cả, mình cũng không nên xin cái gì mang về cả. Bởi một người xin được thì chia nhau xin mà cô, đúng không ạ? Thôi bố cô còn hỏi mẹ cái cô gì mà tâm gia nấu cơm cho cô ăn á. Cô hỏi là cô muốn đem đồ ra thì cô đó có nói là từ từ đã rồi đi rồi đem ra. Đấy. Cô hay đem đồ cho trên Măng Đen trên đất đó á. Bởi thế cho nên bây giờ tại vì cô sắp sửa cô mổ nên con đi ra ngoài cô cũng như mình cầu nguyện mà. Đấy. Nhưng mà chú ấy chú đi chú lấy như vậy thì cô không có đồng ý. Đấy, thì con nói với cô ở đó thì mình có vào nhà cha mẹ sư Minh Tuệ mình có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng mình cũng không nên lấy cái gì cả, bởi vì mình cứ quan niệm là lấy ra là mình được mời vô nhà. Và mình được ăn cơm rồi được bái đầy mà mình gọi là mình đã cô bái đầy mình tại mà người sanh ra đầy mình tại là cô cũng mừng lắm rồi. Cô chuẩn bị cô mổ xong cô mạnh khỏe, cô sẽ quay nó ra ngoài. Vâng. Cô tự tay cô chạy xe đi chứ cô cũng không đi xe của chú đó nữa. Vâng. Từ chuyển tàu một ngày, một tuần, một tháng, cô đi ba bốn lần rồi. Ừ, cô chạy xe từ Tây Ninh ra ngoài kia mà. Đấy, thì... Mà không lẽ, cô tưởng đâu á, là con có thể hỏi giùm. Nếu mà thật sự là chú không hỏi á, chú đó không hỏi. Thì cô sẽ gặp chú đó cô tự tay cô đem ra ngoài chứ để làm ảnh hưởng như vậy cô không có thích. Bởi vì con nói với cô như thế này này, bây giờ con nói thẳng với cô như thế này này, mình làm như vậy á là nó không hay. Mình làm như vậy là thường thường là xin thưa với các cô là nếu mà mình làm mình cứ phải quan niệm là ra chỗ thầy hay ra cốc hay là đặc biệt là ra nhà thầy mà phải lấy được cái gì mang về thì nó thành một cái quan niệm mê tín rồi. Và bản thân thầy Minh Tuệ là thầy không bao giờ mong mọi người được, không bao giờ được mê tín dị đoan. Đấy là cái mà tụi con cũng như là tất cả mọi người luôn tôn trọng. Thế cho nên là bất kể một hành động nào dù thế nào đi chăng nữa cũng không được làm như vậy cô ạ. Nên mà nếu mà như vậy thì cô từ cái buổi đó đó cô ai nay đó. Dạ. Còn tối ngày qua là cô có điện cho con cô tối ngày qua cô có điện cho con muốn nói lắm nhưng mà cô thấy sao á
Không, Alo, cô nên chị nói có cô nghe ạ, việc này nên công khai, không 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 nên để như vậy, làm như vậy thành một cái tiền không? lệ. Công khai thì cô phải hỏi con là chắc chắn là, tại vì cô hỏi của Được. Hùng, mày mày lý do nào mà mày có cái nhà, cái bức hình của sư Minh Tuệ, mày làm như vậy là mất phước. Cái nó nói nhà tôi hỏi ba của sư Minh Tuệ rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, kể cả là ba của sư Minh Tuệ cũng đồng ý đi chăng nữa thì mình phải nhớ này, mình cũng không nên lấy, mình không thế nên cô lấy nói là bởi vì người ta mang đến, người ta làm kỷ niệm cho cha mẹ sư Minh Tuệ, cha mẹ sư Minh Tuệ phải tôn trọng những cái người mang đến nữa, đúng không ạ? Rồi Và cô mới nói là ông đĩa mày có đợi ta, mày đi đâu mày làm gì, làm không có mặt bao mày làm vậy, con này đi chung đoàn mà lại như vậy, nó lấy lên xe nó đâu phải nó để kính cẩn đâu, nó lấy đi dục để ngồi. Trời ơi, thiệt chứ không nói, thiệt chứ ngồi. Mà cô đi về cô buồn, mà cô mặt mà không biết sao. Cái đó, cái bức hình của sư mà khi đã xin đã ấy lên mà làm như vậy mà không tôn trọng cả cái người người ta cho, cũng như không tôn trọng cái bức hình ấy, thì không, không ai lấy nữa, không nên cho. Nếu mà cho cũng không ai dám lấy hết. Dạ. Đó, bức hình nó chừng 2 tấc vuông, 3 tấc vuông gì đó. Cái đó không ai người ta ấy cả, nhưng mà cái cách mình làm đó là nó không có được tôn trọng cả tại cái người chú đó, chỉ là chú đó chỉ là chú hợp đồng, còn chú nói chú muốn gì đảnh lễ, chú đăng lên mạng rồi mới thưa mấy người thương, rồi cô tính đi hồi lúc mà còn đi bộ ở ngoài cái gì đó, chưa chưa gì quế là ngoài Quảng Trị Quảng Bình. Ừ, là lúc đó cô tính tự cô chạy xe đi luôn á, cô tính tự cô chạy xe mình, là cô chạy thêm hai nữa. Nhưng mà con đây là con tham gia thật sự với các cô các chú là không 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 nên không nên có bất cứ một cái hành động nào với những cái bức hình cũng như là những cái mà gia bởi đình vậy, tuệ người ta đã tôn trọng. Cô đã không có đồng tình với cái người này, tại vì cô chỉ đi xe cô cái chú đó thôi. Dạ. Nhưng mà cô thấy sao mà kỳ vậy đó, tại vì hồi lúc cô có ngồi trên mệt dưới đất, cha của sư Minh Tuệ ngồi đó thì cô cũng ngồi cô quỳ ở dưới đất, cô có nói chuyện đàng hoàng rồi cô đi ra trước, cô đứng ngoài cửa chờ đi xuống dưới cấp, thì cô thấy nó tự nhiên nó ôm cái áo nó đi ra, thì có tấm hình cái tôi là ê cũng còn chạy lên xe, nó sụp cửa xe chung vô xe ngồi, cô mới chạy theo, cô nói mày lấy cái gì, cái nó nói nha em xin tấm hình ba của sư Minh Tuệ cho em rồi, cho nên mày nói chuyện vô lý lắm, tao mới đồng ý hả. Nói chung là cha mẹ của sư Minh Tuệ thì cái gì cũng dễ thôi, nhưng mà mình chẳng nhẽ mình xin các cụ không cho, đúng không? Mình đừng làm khó người ta. Với hai nữa là đây là cái mà con chỉ biết tham gia với các cô như vậy thôi, chứ nếu như mà chú ấy làm như vậy thì là một cái điều rất rất là đáng lên án đó cô, chứ không phải là ấy đâu. Chắc là cô rất là áy náy. Chú đã vô tới trong nhà chú lấy như vậy đó, thì cô mới bàn những cái chị mà đi chung với cô. Cô là trời ơi, camera người ta có, người ta quay lại, còn cái gì nữa, mặt mũi nó chi anh đó. Chết dở mà làm gì. Cũng nên là bữa cô xin số điện thoại của con, là cô tính nãy con về rồi thì cô liên lạc, nếu mà cô mổ không hay việc của cô khi mà cô cất lên cái tiếng nói này là rất rất là đúng cô đó, nhưng mà vấn đề là những người mà là rất những người mà làm như kia là rất rất đáng lên án đối với cô. Bây giờ mình không biết làm sao để mình lấy lại, cô mà có nói là nó không có xin là cô lấy lại, cô xuống đánh hàng là cô lấy lại, cô đem ra ngoài. Thôi thì cũng mong là mọi người hiểu, chứ nếu mà mọi người cứ cười quá thì nó không hay. Không phải con, nếu mà nó đi riêng nó muốn làm gì nó làm. Còn này nó đi chung, mà khi bữa cô like lên, cô like lên Hoàng Hà thì người ta ở trên nên người ta biết cô nhiều lắm. Cô còn nói like vô cái trang Hoàng Hà của cô người ta biết là đi chung như vậy này, là ở 11 có cái gì nói là đòn trên đinh, mấy người trên đinh ra nhà nhà tại lấy như vậy là cô sao làm ăn được con đó, bởi vậy dạ, cô thôi nói
Thôi thì con cũng chia sẻ với các cô như thế này, đây nó cũng là một cái để cho tất cả mọi người rút kinh nghiệm. Nhưng mà con phải hoan nghênh cái tinh thần của cô là dám nói lên cái sự việc này. Từ xa đi nữa để cho những người khác, các bác anh, các chị khác, nếu mình đi vào nhà cha mẹ Sư Minh Tuệ, người ta có lớn tuổi rồi, các cụ đã lớn tuổi rồi mà đã phải tiếp mình rồi. Cô cũng đã tiếp rồi, đãi mình ăn cơm nữa. Dạ, mà mình làm như vậy thì nó không có hay, đúng không? Thì thôi thì cô cứ thôi thì tùy duyên, cái cô làm theo cái gì mà cô cảm thấy nó đúng thì cô làm. Với hai nữa là nếu mà nó ảnh hưởng đến cho cô thì thôi, thì một cái bức hình cũng không đáng gì cả, nhưng mà mình rút kinh nghiệm trong cái việc đấy là được cô ạ. Bởi vì nó cũng không quan liên quan đến cô, nhưng mà cô đã lên tiếng như thế này thì coi như là mình biết như vậy để cho mọi người khác người ta biết cái sự việc của cô nhé, người ta tránh ra. Rồi cô cũng bởi vậy, cô thà là nói với con vậy cô cũng nhẹ lòng. Vâng, cô nói được với con biết mà mình, mình biết mà mình không nói thì mình thật quá, nó không hay. Dạ, với lại cô cũng nói với con là con ở ngoài đó đường, nếu khi nào bất ngờ mà sự gì thì con cũng cho cô biết. Thực ra thì bây giờ thì con cũng đang nói chung là con cũng không ở gần đó nữa đâu, nhưng mà các cô yên tâm một điều là Sư Minh Tuệ mà xuất hiện thì tất cả mọi người đều biết nhé cô nhé, cô yên tâm đi. Dạ. Thế chúc cô sức khỏe nhé, cảm ơn cô nhé. Dạ dạ. Rồi rồi. Con chào cô. Cảm ơn con. Dạ dạ. Thôi thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy đó, trong cái câu chuyện này thì hoàn toàn là các cô các chị khi mà biết cái sự việc đó, thì họ cũng rất là áy náy, cho nên là khi mà họ đã lên tiếng rồi thì mình cũng mong là các bác anh các chị khi mà đến cái nơi của thầy, nếu mà cái nào chưa được phép hay cái nào mà chưa được sự cho phép của gia đình thì mong mọi người cũng không nên làm những cái điều như vậy nha cô chú anh chị các bạn. Đấy, mình chỉ biết chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn tất cả quý vị các cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người sức khỏe bình an nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo nha cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hãy hoan hỉ, cũng mong là các bác anh chị cũng nhìn vào sự việc để rút kinh nghiệm thôi.